biết không, à, Thích Thi Na đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ, bây giờ thì con Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung kính Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Minh Mẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay câu pháp của kinh số 6. Nam mô Bích Hà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Sama Sambuddha Sa Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Sama Sambuddha Sa Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Sama Sambuddha Sa. Chúng sanh tân cả bốn hàng a à, như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng a à, châu ha lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường a à, chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản a à, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi quyết lòng mở đạo dạy đời a à, nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang thuyết pháp đỡ các hàng đệ tử a à, có năm thầy trinh dự pháp từ đó là nhóm Kiều Trần Như a à, được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp a à, 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn a à, những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập ma đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng a à, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni a à, tối mê cầu được trí vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh Đại Đức Minh Mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa cao pháp vô kinh số 6. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng bích đến sư ạ. Dạ, sa thú lành thai, kính tri ân cô Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con là thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Dạ, kính tri ân quý vị đã cho biết là âm thanh nghe rõ. Dạ, kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức hiện diện. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Râm pháp cú chúng ta đi vào hoạt động lại bình thường rồi ha, xin thưa quý vị. Nếu mà có trục trặc cái gì đó thì mong quý vị báo cho chúng tôi biết. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa đó là cái riêng bản thân chúng tôi đó, cái cách học, cách trình bày như thế đó, như thế này nè, tức là học từ vựng, rồi duyên sự, rồi ý nghĩa, thì quý vị thấy có phù hợp không, hay là cần thiết phải thay đổi? Là quý vị muốn nghe giảng ý nghĩa nhiều hơn, bỏ qua phần giảng ý nghĩa từ vựng, thí dụ vậy. Thì mong quý vị cho chúng tôi biết để qua đó, đó chúng tôi có những thay đổi. Mục đích là chúng tôi giảng pháp sao để cho quý vị phải nghe được. Quý vị nghe được nhiều chừng nào thì bản thân chúng tôi sẽ có nhiều phước chừng đó. Rồi nghe được mà quý vị có nhiều lợi lạc từ việc nghe này nè, nhiều chừng nào thì chúng tôi cũng
có nhiều phước báo chừng đó. Nên giữa người nghe và người giảng đó, phải có cái mối quan hệ qua lại. Thì khi nào cô thấy sư online rồi thì thôi. Còn nếu mà chưa thấy online mà gần tới giờ đó, thì cô cứ làm cái bổn phận của mình, không sao cả. Các pháp phát sanh lên do nhân duyên. Rồi quý vị cứ suy gẫm đi ha. Rồi nếu mà quý vị cần thay đổi như thế nào thì quý vị có thể ý kiến với riêng bản thân chúng tôi. Còn các vị khác thì chúng tôi không biết, xin thưa quý vị ha. Đó là chúng tôi thấm nhuần cái câu kệ pháp cú là người khác làm cái gì, nói cái gì, đó là cái chuyện của người khác. Còn bản thân của mình làm cái gì, nói cái gì, cần thiết phải làm như thế nào, nói như thế nào, thì đó mới là cái chuyện của mình đó. Vì khi đó đó là mình đang tạo ra nghiệp đó, xin thưa quý vị. Và nghiệp đó đó là nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện nè. Rồi nếu mà nghiệp thiện đó thì là nghiệp thiện như thế nào? Thiện đó đó thật sự mang lợi lạc cho người nghe và người thuyết hay không? Rồi nè, nghiệp thiện đó đó có hoàn hảo hay là không hoàn hảo? Chúng tôi ước mong mong làm sao đó mà mỗi mỗi nghiệp thiện bản thân của mình tạo đó nó phải là hoàn hảo. Để khi cái quả nó trổ cho mình đó, nó cũng hoàn hảo, không có bị khiếm khuyết. Rồi bây giờ tạm thời thì chúng ta cũng vẫn cứ học theo cái cách cũ. Đó là chúng ta học về ý nghĩa từ vựng nè. Rồi duyên sự, qua duyên sự là duyên sự đó là những cái gợi mở để cho chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ. Rồi nương theo duyên sự đó đó, chúng ta học ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ để chúng ta tu. Hôm nay chúng ta học đến câu kệ pháp cú số 6. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này 2 lần, rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Đoạn 1 của câu kệ: Pa re cha na vi cha nan ti. Pa re cha na vi cha nan ti. Đoạn thứ 2: Maya metha maya mase. Maya metha maya mase. Đoạn thứ 3: Ye cha tat tha vi cha nan ti. Ye cha tat tha vi cha nan ti. Đoạn thứ 4: Tato sammanti metthaga. Tato sammanti metthaga. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Ở trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có 4 từ. Từ đầu tiên pare. Pare ở đây đó mình hiểu đó là một cái tính từ. Nhưng mà nhiều khi chúng tôi đã nói với bà con rồi đó, là giống như ở trong tiếng Anh vậy đó, tính từ mà có những cái mạo từ xác định ở trước đó thì bây giờ nó sẽ chỉ là người, chỉ cho người. Chữ pare ở đây đó có nghĩa là khác, mà ở đây mình hiểu đó là người khác. Para đó là khác, người khác. Rồi pare ở đây đó là chia theo số nhiều, thành ra mình dịch đó là những người khác hay là các người khác, số nhiều quá xin thưa quý vị. Những người khác. Chữ chá có nghĩa là và, chữ ná có nghĩa là không, phủ định từ. Chá và ná không. Quý cha nam tí, quý cha ná tí, mà chia theo ngôi thứ ba số nhiều, thành ra nó có cái hình thức là an tí đó,
chủ từ của cái câu này đã là pare, thành ra động từ cũng phải chia theo số nhiều. Vicchanati hay là vicchananti dịch là biết rõ. Như là ở trong bài kinh niệm xứ đó, thở vô dài nè, thở vô ngắn nè, thở ra dài, thở ra ngắn nè, vì ấy biết rõ. Vicchanati. Thế đây là vicchananti là số nhiều. Đoạn thứ hai, chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên maya metta, đây là một hợp từ, chúng ta tách ra mayang cộng với lại etha. Mayang là nhân sân đại danh từ ngôi thứ nhất số nhiều. Số nhiều mình dịch ra là chúng ta hay là chúng tôi. Chữ etha là trạng từ, có nghĩa là ở đây, chỗ này, điểm này. Từ tiếp theo mayamase. Mayamase đây là một cái động từ khả năng. Động từ khả năng ngôi thứ ba số động từ này đến đi theo cái chữ máy văn này này, xin thưa quý vị. Chữ máy da máy xe này đó là nó từ cái động từ từ cái động từ giám mắt tiết. Động từ giám mắt tiết có nghĩa đó là trừ, tiêu hoại, chết. Thì ở đây mình lấy theo cái nghĩa bị động, là bị tiêu hoại, bị chết. Ngài Hòa Thượng ngày dịch đó là bị hại. Bị tiêu hoại tức là bị hư hao. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên dê, đây là một cái quan hệ đại danh từ. Ngôi thứ cái này là ngôi thứ ba số nhiều, dê. Thành ra mình dịch là những ai, những người nào. Chữ chá liên từ có nghĩa là và. Tách thá là trạng từ, là điều ấy, chỗ ấy. Nếu mà từ này ở trong cái bộ giấm mắt cá đó, dịch ở cái phần cõi đó thì là cõi ấy, người đó thì là người ấy. Từ này đó nó cái trạng từ này đó, nó có thể thay thế vậy. Tất thá đây mình có cái nghĩa đó là điều ấy, chỗ ấy. Rồi quý cha nan tí chúng ta đã lấy nghĩa trên rồi, quý cha na tí mà chia theo ngôi thứ ba số nhiều, thành ra nó thêm cái hình thức là an tí, biết rõ. Chúng ta bước sang đoạn cuối cùng, đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư chúng ta có ba từ. Từ đầu tiên tato, từ đó. Đó là một cái trạng từ. Từ thứ hai samanti. Samanti là samati mà chia theo số nhiều đó, thành ra nó có cái hình thức là anti. Samati là động từ, là làm cho yên tĩnh, làm cho lắng yên. Thượng người dịch ra là lắng êm. Rồi từ cuối cùng metaga. Metaga là metaga mà chia theo số nhiều, thành ra nó có cái hình thức là a.
chia theo chủ cách số nhiều nó có thực là A và là Metaga. Metaga ở đây đó ngài dịch là tranh luận hay là những tranh luận đó ha. Mà Metaga này nó có cái nghĩa đó là sự gây gỗ nè, cãi vã nè, cãi lẫy. Đó là những sự gây gỗ, những sự cãi vã nè, những sự cãi lẫy. Rồi bây giờ chúng ta mới cùng nhau dịch văn xuôi. Đoạn thứ nhất, cha và pa rê, những người khác, na công quý cha nam tí biết rõ. Maya metha ở đây hay là ở chỗ này, chúng ta maya mase bị chết hay là bị thiệt hại. Ye cha và ye cha tách tha và ở chỗ ấy những người nào quý cha nam tí biết rõ. Ta tu từ đó mê tha ga, những sự tranh luận hay là sự gây gỗ samanti được lắng im, lắng im hay là lắng im, lắng im, lắng im hay là yên lắng. Rồi đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 6. Kính tri ân cô Ái Minh đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 6. Xin hỏi quý vị đó, cái âm thanh quý vị nghe đó là có rõ không hay là có bị nhỏ nhỏ gì không? Nếu mà có nhỏ nhỏ gì đó thì chúng tôi chỉnh lên. Dạ, nghe tốt rồi. Dạ, kính tri ân cô Ái Mình. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ. Arahang samma sambuddho phakkhavā buddhaṃ phakkhavaṃ taṃ avivādemi Suakato Phakkavata Thammo Thammang Namassami Suppatipanno Phakkavato Savaka Sangho Sanghaṃ Namami Namattu Ratanatayassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức Tam Bảo một cách tóm tắt này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư Thiên hộ trì quý Ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp. Tại Râm Pháp Quốc Kinh, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính Bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 6. Câu kệ này câu kệ này nằm ở trong phẩm Song Đối Yamakawagga, được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài ngự tại Chetawana, đề cập đến các vị tỳ kheo ở thành Kosambi. Vào thời kỳ Đức Thế Tôn còn tại Tiền, có một lần nọ, gần thành Kosambi có hai vị tỳ kheo. Hai vị này là tôn sư của hai nhóm tỳ kheo. Mỗi một vị có đồ chúng rất là đông, xin thưa quý vị. Rất là đông, lên tới mấy trăm đệ tử. Thì hai vị tỳ kheo này cùng nhau an cư ở trong một
ngôi chùa tên là Khô Sĩ Ta Ram á, là Lôi Âm Tự. Một vị á, thì là chuyên về thuyết pháp, và một vị đó thì là chuyên về luật. Các cái nghi thức luật lệ ở trong tăng chúng. Và vị nào cũng có rất là đông đệ tử của mình. Ở trong chú giải nói đó là mỗi một vị có đến 500 đệ tử. Số lượng rất là đông. Bây giờ là nghe nhỏ rồi hả? Ồ, sao chúng tôi thấy nghe nó cũng vẫn to mà. Nếu quý vị nói nghe nhỏ đó thì chúng tôi sẽ chỉnh lên tí. Cái máy này nó như thế nào đó cũng không hiểu luôn. Ba hồi nó nghe lớn rồi ba hồi nó nghe nhỏ. Dạ bây giờ chắc là được rồi ha quý vị ha. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục. Thì một bữa nọ, cái vị pháp sư đó đi đi toilet. Mình hiểu vậy, để đi toilet. Sau khi mà đi toilet rửa ráy xong rồi đó, thì còn lại một ít dư ông cái gáo đó. Nhưng mà vị này lại không có đổ bỏ rồi ấp cái gáo xuống. Xin thưa quý vị đó là thời xưa đó cái toilet nó không phải giống giờ. Toilet giờ đó mình có cái vòi á, cái thành ra đó là mình xịt. Rồi cái mình ngưng cái đó là nó tự động nó ngắt. Còn hồi thời xa xưa đó chưa có văn minh giống giờ đó thì là người ta phải dùng cái lu này để chứa nước. Rồi cái ca hay là cái gáo gì đó. Mà cái ca thì mãi sau này mới có. Lúc đó người ta dùng cái gáo, như là gáo bằng dừa chẳng hạn, người ta lấy nửa cái quả dừa đó, rồi người ta mới lấy cái cây khoan hai lỗ, bỏ cái cây đó qua, dùng làm thành cái gáo. Hồi cái thời mà chúng tôi còn sa di chú tiểu nhỏ nhỏ đó, chúng tôi cũng dùng vậy đó. Thì vị này vô đi toilet xong rồi dùng cái gáo đó múc nước để rửa ráy đó, rửa xong rồi không hết rồi để nguyên vậy. Thay vì đó là phải đổ cái nước đó lại hoặc là đổ bỏ đi rồi ấp cái gáo đó cho nó khô ráo, để người sau người ta đi vô đó, người ta thấy khô ráo sạch sẽ. Hoặc giả nè, là mình mà đi rồi dư chút nước vậy đó, thì cũng có thể đó là khiến cho cái con này con vật á, con này con kia nữa, nó rơi vô cái nước cái trích đó rồi nó chết, ví dụ vậy. Cái gì pháp sư này đi xong rồi còn dư chút ít gì đó, nhưng mà vị đó cũng vẫn cứ để đó. Tiếp theo sau đó bắt đầu cái vị luật sư mới cũng đi toilet, vô thấy cái gáo đó còn chút nước vậy đó. Và biết rằng vị pháp sư mới vừa đi xong, cho nên sau khi vị luật sư đi xong ra gặp vị pháp sư mới hỏi: này đạo hữu, hay là này thanh tế, hoặc là này là avuso, là tôn giả hay là hiền giả? Phải là tôn giả mới vừa đi toilet rồi còn một ít nước ở trong cái gáo không? Cái vị luật sư này, vị pháp sư mới trả lời đó là vâng phải ạ. Cái vị luật sư mới nói đó là tôn giả có biết đó làm như vậy đó là phạm luật hay không? Thì vị pháp sư mới trả lời đó là tôi không có biết. Không có biết đó là đi toilet xong rồi dư lại miếng nước vậy đó là phạm luật. Vị luật sư mới nói đó, vậy đó là phạm luật đó nha. Cái vị pháp sư nói, ồ vậy thôi cho tôi xin lỗi đi, cho tôi xin sám hối đi. Bắt đầu đó vị luật sư mới nói tiếp đó, nhưng mà nếu
tôn giả không có cố ý đó, thì là không có tội. Thì vị pháp sư nghe vị luật sư nói vậy đó, thì nghĩ rằng đó là vì mình không có ý mà, cho nên đó là mình không có lỗi, thành ra thôi bỏ qua không có sám hối nữa. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, cái vị luật sư này đó là người không có kính miệng, cái thành ra đó là gì, mới đem cái sự việc đó đó mét lại cho các đệ tử của mình. Và các đệ tử của mình thì ở đây chúng ta hiểu đó là những người còn phàm đó, chứ còn thánh thì họ không có nhiều chuyện vậy đâu. Cái bắt đầu đó là vị này đó là tọc mạch cho vị kia tọc mạch cho vị nọ, cuối cùng đó là cái sự việc nó to ra ha, dẫn đến đó là bên vị pháp sư đó, rồi là đệ tử của vị pháp sư cũng biết. Cái bắt đầu đó là hai bên tranh cãi qua lại. Bên vị luật sư đó thì nói là bên vị pháp sư có lỗi mà không có biết sám hối. Còn riêng bên nhóm của vị pháp sư đó thì nói rằng đó là vị luật sư đó thì là nói dối, nói thêm nói bớt. Lúc nãy nói rằng đó là không cố ý thì không có lỗi, nhưng mà bây giờ đó thì lại nói là có lỗi. Xin thưa quý vị, đó là cuộc cãi cọ gây gỗ nhau giữa nhóm luật sư và nhóm pháp sư đó rất là lớn, khiến cho Đức Thế Tôn Ngài đứng ra dàn xếp mà cũng không được. Ngài dàn xếp tính 3 lần đó, xin thưa quý vị, mà cũng không được. Thì dàn xếp hoài mà không được thì thôi, Ngài mới bỏ đi dạo trong rừng. Ngài sống với con voi Pali Lê Gia Cá và con khỉ suốt 3 tháng. Thì xin thưa quý vị, ở trên cuộc đời này nè, ai là cái người mang lại cái nguồn phước lớn nhất cho mình? Xin thưa quý vị là Phật Chánh Đẳng Chánh Giác. Thì thành ra đó là khi dân chúng ở Cô Sâm Bi, rồi là ở những cái vùng lân cận ở Sa Quách Thi rồi chẳng hạn, người ta không có được cái cơ hội để cúng dường đến Phật nè, để được nghe Đức Phật thuyết pháp, thì xin thưa quý vị là mất biết bao nhiêu lợi lạc mà nói. Thì bắt đầu người ta mới truy nguyên ra, thì biết rằng đó là hai nhóm tỳ kheo này. Thì lúc đó đó, vua rồi quan rồi là thần dân rồi là thiện nam tín nữ nữa, mới truy nguyên ra biết được rằng do hai cái nhóm tỳ kheo này nè mà mình mất đi biết bao nhiêu cái cơ hội để được cúng dường, để được nghe pháp từ nơi Đức Thế Tôn. Thì thành ra là gì, úp bát, xin lỗi, không có cúng dường, không có cúng cung kính, không có đảnh lễ đến các cái vị tỳ kheo này nữa. Còn vua quan đó thì là cấm không có cho đi bát. Và rồi đó, những người Phật tử đó thì lâu quá không được gặp Đức Thế Tôn đó, họ cũng nhớ nè. Mà cái quan trọng đó là gì, là họ không có được cái cơ hội để diện kiến Ngài nè, để cúng dường, để học pháp từ nơi Ngài. Thành ra là gì, mất đi cái lợi lạc của họ, cho nên đó họ mới đến năn nỉ tôn giả Ananda đi thỉnh Phật về. Rồi đồng thời đó là các cái vị tỳ kheo đó, xin thưa quý vị, các vị tỳ kheo sống bằng bình bát, mà bây giờ ôm bình bát đi đâu cũng không được, không có ai cúng cả. Thì thành thử ra là giờ thôi, hai nhóm hòa với nhau đi đến nhờ tôn giả Ananda đến gặp Đức Phật để sám hối. Rồi thỉnh Phật về. Thì khi mà thỉnh Phật về đó thì là may ra bắt đầu vua quan rồi họ mới cho đi bát lại, thiện nam tín nữ mới cúng dường trở lại. Tôn giả Ananda ra khởi lên tâm bi, cho nên đó là dẫn chư tỳ kheo đến đảnh lễ Đức Phật. Đức Phật
Hỏi thì đến mình hay là đến đông người, thì là tôn giả Ananda nói đến rất, cùng với rất là đông chư tỳ kheo. Bắt đầu Đức Thế Tôn ngài mới cho mời các cái vị tỳ kheo đó cùng vô. Nhưng mà xin thưa quý vị, đó là trong suốt thời gian 3 tháng hạ đó đó ha, Đức Thế Tôn ngài sống ở trong cái khu rừng Palisadaka, có một cái con voi cùng với con khỉ nó hộ độ ngài đó, ngài sống rất là an lạc, rất là hạnh phúc ha. Thì khi mà chư tỳ kheo vô đảnh lễ sám hối Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn ngài thuyết lên một loạt 3 câu kệ. Và những cái câu kệ này đó nằm ở trong phẩm voi đó, Na Cao Quát Cáo. Những cái câu kệ này được ngài Hòa Thượng Pháp Minh phổ thơ như thế này. Chúng tôi khỏi đọc cái phần tiếng, đọc cái phần Bali ha, chúng tôi chỉ đọc cái phần tiếng Việt cho quý vị nghe. Nếu may gặp bạn đồng hành hiền minh chân chánh hiểu rành lối đi, tin tường thắng phục gian nguy, hãy nên hoan hỷ nhớ ghi hết tình. Nếu không gặp bạn đồng hành hiền minh chân chánh hiểu rành lối đi, như vua bỏ nước vong suy, như voi rừng thẳm thà đi một mình, thà rằng chiếc bóng độc hành, không cùng đứa dại kết tinh thâm giao, kết tình thâm giao, độc cư chẳng phạm lỗi nào, thanh nhàn như tượng ra vào rừng sâu. Sau khi Đức Thế Tôn ngài thuyết xong 3 câu kệ này, thì xin thưa quý vị, tất cả các cái vị tỳ kheo đó, ngoại trừ tôn giả Ananda, đều chứng đắc đạo quả A-la-hán cả. Và rất là tuyệt vời vậy đó xin thưa quý vị. Rồi sau đó đó, Đức Thế Tôn ngài không có trở lại Kosambi mà ngài đi thẳng về Sawatthi. Dạ, chúng tôi đang ho cái thành ra đó là quay qua chỗ khác. Dạ alo quý vị nghe chúng tôi, còn nghe chúng tôi không ạ? Dạ alo 1 2 3. Dạ tự nhiên nó ho cái thành ra là chúng tôi quay qua cái chỗ khác để ho cái. Dạ xin thưa quý vị là Đức Thế Tôn ngài mới đi về xứ nói xứ Sông Thi luôn, ngài đi về xứ Sông Thi luôn. Lúc đó đó là chư thiện nam tín nữ nè, khi mà họ rồi vua quan rồi nữa nè, khi mà họ nghe hay tin Đức Thế Tôn ngài về đó thì họ mới đến đảnh lễ đó, rồi chuyện trò rồi bắt đầu đó là gì, họ cũng than vãn, cũng là kêu bằng cái gì, khiển khiển trách ha. Khiển trách chê bai các cái vị tỳ kheo kia, vì do các cái vị tỳ kheo kia mà trong khoảng thời gian dài là 3 tháng đó, chúng con không có cơ hội được diện kiến Đức Phật nè, cúng dường rồi nghe pháp từ nó ngại đó cái bắt đầu lúc đó đó cũng có các cái vị tỳ kheo ở xứ Kosambi đó đó, thành ra họ mới là nói đây 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 những cái vị tỳ kheo này nè. Thì lúc đó đó nương theo đó Đức Thế Tôn ngài mới quở trách các cái vị tỳ kheo này. Ngài nói này các tỳ kheo, việc làm của các ông đó thật là đáng tội. Các ông được xuất gia tu hành với một vị Phật như ta mà các ông bất chấp cái lời khuyên dạy
các ông đó lại cãi vã nè, lại gây gỗ mà không có nghe lời ta. Tội lỗi các ông đó thật nặng nề lắm thay. Nói như vậy xong, Đức Thế Tôn ngài mới thuyết lên kệ ngôn. Pa re cha na vi cha nam ti maya metha maya masi ye cha tat tha vi cha nam ti tato sammanti me tha ga. Câu kệ này được ngài Hòa thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ, và người khác không, và người khác không biết chúng ta đây bị hại, chỗ ấy ai hiểu được, tranh luận được lắng êm. Còn ngài Hòa thượng Giới Đức thì dịch là: luận tranh có ích lợi gì, tranh cường hiếu thắng lắm khi phiền hà, ai người suy gẫm sâu xa, nói năng tự chế bất hòa lặng yên. Còn ngài Hòa thượng Pháp Minh thì ngài phổ thơ như thế này nè: nhóm kia tranh luận đảo điên, không ngờ mình tự tìm niềm diệt vong, nhóm này lý nọ hiểu thông, từ đây dứt sự lòng vòng hơn thua. Và có cái bản dịch tiếng Việt văn xuôi của chúng tôi nữa, thành ra đó là qua bốn cái bản dịch này nè. Đây là bốn cái sự tham khảo để chúng ta hiểu rõ ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Bali mà Đức Phật ngài dạy. Vậy thì xin thưa với quý vị, ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Bali Đức Phật ngài dạy là gì? Ngài dạy là gì? Ở đây đó mà mình vừa nghe duyên sự nè, rồi mình vừa nghe bốn cái bản dịch này ha, thì chúng ta có thể đưa ra một cái đại ý như thế này. Là cho đến khi nào mà mình chưa hiểu rõ được tính nhân quả, chưa hiểu rõ được tam tướng của Pháp Hữu Vi, thì khi đó đó mình vẫn cứ còn ha, để cho cái tôi của mình để xin thú gì nó leo thang. Hoặc giả như là gì, là phiền não của mình đó nó vẫn tiếp diễn. Điều đó đồng nghĩa với việc đó là mình vẫn cứ còn bị khổ. Và cho đến khi nào mà mình hiểu rõ được nhân quả nghiệp báo, hiểu rõ được tam tướng, thì khi đó đó là phiền não mình nó sẽ giảm. Phiền não mình nó sẽ giảm đó, thì đồng nghĩa với việc đó là hơn thua cãi vã này nè, nó sẽ không còn. Và xa hơn đó là mình sẽ không còn khổ nữa. Và mình sẽ không còn khổ. Thì quý vị đọc vô cái câu kệ này đó, quý vị sẽ thấy được cái ý nghĩa mà chúng tôi mới vừa nói đó, nó ẩn chứa ở trong cái câu kệ này. Bây giờ chúng tôi với quý vị cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa ẩn chứa trong câu kệ này dựa vào duyên sự. Thứ nhất, Thế Tôn ngài dạy: Pa re cha ấn cha nam tí, và những người khác không hiểu biết. Maya metha maya mase, đoạn thứ nhất và đoạn thứ hai. Ở đây hay là chỗ này nè, chúng ta bị chết hay là chúng ta bị tiêu hoại, chúng ta bị quý hoại, bị thiệt hại, thì bị tiêu hoại, bị quý hoại nè, bị thiệt hại nè, bị chết, đó là cái động từ yama mase. Thì chúng ta đưa vào cái duyên sự đó, chúng ta thấy nè ha, cái nhóm tỳ kheo, ở hai nhóm tỳ kheo là nhóm luật sư và nhóm pháp sư ở xứ Kosambi đó, xin thú vị, bị vua quan nè, người ta cấm không có cho đi bát,
Rồi thiện nam tín nữ là người ta không có cung kính, không có lễ lại, không có cúng dường. Thì thử hỏi quý vị đó, đối với các cái vị tỳ kheo đó, có phải là đang bị thiệt thòi không? Có phải là đang bị thiệt hại không? Và nếu mà trường hợp đó cứ kéo dài mãi đó, thì dẫn đến có thể các vị đó bị chết không? Chết đó, xin thưa quý vị. Chúng sanh duy tồn do nhờ vật thực, mà bây giờ đó là mình không có cái gì để mà nạp vô đó. Giống như cây mà không có phân bón rồi nước vô đó thì cây đó nó cũng chết, con người mình nó cũng vậy. Thì đó là cái cái thiệt hại đó, xin thưa quý vị. Thì cái thiệt hại đó là do cái gì ạ? Cái thiệt hại đó đó là do ở chỗ và người khác không hiểu biết, không biết rõ đó, xin thưa quý vị. Vậy thì ở đây nó không biết rõ cái gì chữ quý cha na tí ở đây. Dạ, xin lỗi quý vị, cho chúng tôi uống nước. Ôi, không biết tại làm sao cái nó cứ bị hóc rồi nó bị ho. Rồi bây giờ xin mời quý vị chúng ta trở lại bài học. Thì hai cái nhóm vị tỳ kheo đó đó là đang bị thiệt hại đó, xin thú vị. Và nếu mà trầm trọng hơn tí đó là có thể bị chết. Thì bị thiệt hại, bị chết đó là do bởi cái gì? Bởi vì không có hiểu biết. Ná quý cha nam tí. Thì không hiểu biết ở đây đó là hai nhóm đó không có bị hiểu biết cái gì. Không có hiểu biết tính đúng sai. Không có biết được cái lợi và cái hại đó, xin quý vị. Người xưa mình họ nói đó ha. Đoàn kết thì sống nè. Mà chia rẽ đó thì chết. Vậy thì nếu mà mình hiểu cái câu này đó thì bây giờ đó là mình nên sống đoàn kết với nhau. Còn mà mình chia rẽ đó thì là mình sẽ bị chết. Mình sẽ bị thiệt thòi. Mình sẽ bị tiêu hoại. Vậy thì không có hiểu biết là không có hiểu biết như vậy đó. Rồi không có hiểu biết theo Phật giáo đó là gì? Không có hiểu biết được đó. Như thế nào được gọi là thiện là đúng đó. Như thế nào được gọi là bất thiện? Bất thiện là sai. Thế bất thiện dẫn tất yếu dẫn đến đó là quả khổ đau, bị hại, thiệt thòi. Còn thiện đó là dẫn đến quả an vui, an lạc. Vậy thử hỏi quý vị chứ chia rẽ đó có là nhân bất thiện hay là nhân thiện? Xin thưa quý vị là nhân bất thiện. Tại sao có cái chữ sự chia rẽ đó? Là vì rằng ai cũng muốn hơn người kia hết. Bên nhóm luật sư đó thì cho rằng là mình đúng. Còn bên nhóm pháp sư thì là sai. Nhưng mà ngược lại bên nhóm pháp sư đó thì cho rằng là mình đúng. Còn nhóm luật sư đó là sai. Thành ra đó là dẫn đến mới cãi vã. Mới gây gỗ nhau. Thì xin thưa quý vị, cái sai nó có cái cơ sở của cái sai, và cái đúng nó có cái cơ sở của cái đúng. Vạn pháp phát sanh đến đều do nhân duyên, đều có cái điều kiện hết. Nhưng mà vì do mình không có hiểu ở cái chỗ đó, mình không do không có hiểu ở cái chỗ đó là vạn pháp tùy duyên vậy đó. Mà mình cứ dùng cái ý kiến chủ quan của mình rồi áp đặt. Thì từ cái chỗ đó đó mới dẫn đến là cái gì? Có sự gây gỗ, có sự cãi vã, có sự hớn thua vậy.
Thì xin quý vị đó là cãi vã, mà gây gỗ, mà hơn thua, thì nó đều là nhân bất thiện cả. Và nó đều là nhân bất thiện cả. Hơn thua thì đó chính là tham ngã mãn. Rồi cãi vã đó cũng là tham. Cãi vã đó cũng là sân. À, vậy thì là tham hay là sân hay là ngã mạn thì đều là nhân bất thiện cả. Nhân bất thiện tất yếu dẫn đến cái quả khổ đau, thì thành ra đó là gì? Mới bị người ta không có cung kính, không có lễ bái, không có cúng dường, rồi bị cấm, cấm chế này kia kia nọ. À, không có hiểu ra được vậy. À, thì thành ra đó là mới bị thiệt thòi, mới bị hại. À, thì không hiểu biết đó đó là na quý cha nam tị. À, rồi nữa nè. Vạn vật ở trên thế gian, là tất cả những cái gì tồn tại trên thế gian này, nó đâu có phải là tồn tại mãi mãi, mà rồi nó sẽ bị biến quả đổi thay. À, bây giờ mình là luật sư nè. À, nhưng mà xin thưa quý vị đó, cái luật sư đó nó đâu có phải mãi mãi. À, khi mà cái thời đó, à, thời trẻ trung khỏe mạnh, còn nhớ, còn năng nổ đó, thì mình mới còn làm luật sư được. À, đến già già tí đó là lão lai tài tận rồi nè. À, trí nhớ nè, nó giảm nè, rồi trí lanh lợi nó cũng giảm nè, thì mình đâu có còn là luật sư nữa. À, rồi nữa nè, khi chết thì là xong luôn. Pháp sư cũng vậy. À, vậy thì khi hiểu ra vậy là tại làm sao nè ha, không có từ bỏ cái ngã đó đi. À, không có từ bỏ cái hơn thua đó đi để phát triển cái khác, để sau đó, đó dẫn đến cho mình đó đừng có chết, ha, đừng có biến quả đổi thay nữa. À, thì cái đó đó mới là cái quan trọng đó. À, nhưng mà ở đây đó, vì không có biết được tất cả những cái gì tồn tại trong cuộc đời này nó đều biến quả đổi thay, dẫn đến đó là mình chịu không có được. À, và cái biến quả đổi thay đó nó tùy theo cái tính chất của nó. Nó không có hiểu biết là không có hiểu biết vậy đó, xin thưa chị. À, rồi cái thứ ba đó là không có hiểu biết. À, cứ khi nào đó mà để cho tham lam sân hận si mê nó đồn trú trong cơ thể của mình, nó lấn lướt, nó làm chủ đó, nó làm chủ nè cái miệng nè, cái thân đó. À, thì khi đó đó mình sẽ còn bị thiệt thòi, còn bị tiêu hoại nè, còn bị chết liên tục. À, không có hiểu biết ra vậy đó. À, thì bắt đầu đó là mới dẫn đến là hơn thua tranh giành gây gỗ ẩu đả lẫn nhau. À, chứ còn nếu mà hiểu biết này nha, một đời sống mà không còn liên hệ dính dấp gì đến tham lam sân hận si mê thì đó mới thật sự ra là một cái đời sống an lạc hạnh phúc đó. À, thì xin thưa quý vị, người ta không có để cho tham ngã mạn nó phát triển đâu. Người ta không có để cho cái sự bực bội tức tối giận dữ đó nó phát triển đâu. À, và không hiểu biết là như vậy đó, xin thưa quý vị. À, không hiểu biết trên ba phương diện là không biết nhân quả. À, cái nhân này tất yếu dẫn đến cái quả đó. À, rồi không hiểu biết thứ hai đó là những cái diễn lại trên cuộc đời nó luôn luôn biến hoại đổi thay. Biến hoại đổi thay đó khiến cho người ta không có chịu được. Biến hoại đổi thay đó nó tùy thuộc vào cái tính chất của cái vật đó, chứ không phải tùy thuộc vào ước muốn, ý muốn của bất kỳ một ai. À, thứ ba, không hiểu biết được khi nào không còn tham lam sân hận si mê đó thì mới là an lạc hạnh phúc. À, không hiểu biết vậy đó thì thành ra mới dẫn đến đó là gì? Maya Masi. Là bị hư hao, tiêu hoại nè. À, giống như đó là cái nhóm tỳ kheo ở xứ Kosambi, khi bị chư thiện nam tín nữ nè, người ta không có cung kính đặt bát mà bị vua quan cấm cản. À, bị vua quan cấm cản. À, đến đoạn thứ ba và thứ tư, Đức Thế Tôn ngày dạy:
ye cha ta tha u cha nam ti ta to samanti metaka. Những ai và những ai ở cái chỗ đó đó mà hiểu được thì từ đó là sự tranh cãi đó nó được lắng yên, tranh cãi đó nó được lắng yên. Thì ở cái chỗ đó là chỗ nào xin thú vị? Cái cuộc tranh cãi đó nó khởi lên bởi nhân gì duyên gì? Thì nhân gì duyên gì chính là cái chỗ đó, chỗ ấy đó. Điều ấy đó. Thì thành thử ra đó là đối với hai cái nhóm tỳ kheo này nè, dẫn đến cãi vã tranh vã vậy, tranh cãi vậy đó, thì cái nguyên nhân đó là do đâu? Đó là do một cái lỗi nhỏ, là cái vị pháp sư đi toilet xong mà không có chịu đổ hết nước rợp cho bác. Hoặc giả như nè, các cái vị tỳ kheo ở xứ Kosambi đó mà bị người ta không có cúng dường kính lễ rồi ngăn cấm cấm con người này kia cái nọ đó, là do cái nhân cái duyên các vị này đã không có hòa hợp với nhau, đã không có đoàn kết với nhau, dẫn đến khiến cho những người đó đó họ không có cái cơ hội, cái điều kiện để diện kiến Đức Phật, để được cúng dường ngài, để được nghe pháp ngài. Đó thì tác tha ở đây đó là chỗ đó, không có hiểu, không có nhận biết ra được như vậy. Thì bây giờ đó mình phải hiểu, mình phải biết ra cái điều này. Nói rộng ra đó là mình phải hiểu, mình phải biết ra tính nhân quả, nghiệp báo. Mình phải hiểu, mình phải nhận ra được tam tướng của Pháp Phổ Vi. Mình phải hiểu, mình phải nhận ra được cái đạo lộ, hay là cái phương pháp cách thức dẫn đến đó là từ bỏ tham lam sân hận si mê. Cái tham lam sân hận si mê. Thì khi đó, đó xin thưa quý vị đó, ở trên cuộc đời này người ta sẽ không có còn đấu đá tranh giành giành giật với nhau về vật chất này, về danh vọng địa vị nữa, hay là về cả tri kiến. Lúc đó, đó người ta không có còn đó là cãi lẫy cãi vã nữa đâu. Chứ không có phải là chỉ có nhóm hai nhóm tỳ kheo này không đâu. Sở dĩ mà còn cãi còn vã ha, còn hơn còn thua này cái nọ đó là vì do mỗi chúng sinh đó. Còn chất chứa, còn làm cho tham lam sân hận si mê nó phát triển nhiều quá, nó lớn mạnh nhiều quá, thì thành ra mới dẫn đến cứ còn tham là còn hơn thua, còn muốn gom về mà còn sân giận đó. Là vì gom về không được, thành ra đó là muốn quỷ nó đi. Còn si mê đó là vì do gì tối tăm mù mịt, thành ra đó là vì vẫn còn muốn gom, vẫn còn muốn quỷ diệt. Và vẫn còn muốn quỷ diệt. Thì từ cái chỗ này nè, hay là từ cái câu kệ này nè, chúng ta là những cái người xem như đó là hậu bối, những người đi sau tu theo Phật. Thì xin thưa quý vị đó, những cái câu chuyện này là những cái tấm gương hay là những cái bài học để bản thân của chúng ta đó là rút ra cho riêng mình. Đoàn kết đó, thì sống, chia rẽ đó thì là chết. Thứ nhất. Thứ hai nữa đó là nhân thiện thì dẫn đến an lạc sống. Còn mà nhân bất thiện đó, ha, thì dẫn đến đó là bị tiêu hoại, hư hao, hư hoại. Yeah. Thì vấn đề được đặt ra ở đây đó là làm sao mình hiểu rõ ràng được cái gì là thiện, cái gì là bất thiện. Thiện đó, xin thưa quý vị, nó cũng có nhiều loại. Là thiện bậc hạ, thiện bậc trung và thiện bậc thượng. Thì làm thiện như thế nào đó mà để thiện đó, đó thuộc về bậc thượng, hay là thiện đó đó hoàn hảo. Thì xin thưa quý vị đó, khi mà mình làm thiện thuộc loại bậc thượng, thiện hoàn hảo đó, thì cái loại thiện đó, đó mới là nhân, là duyên, hay là chiếc bè dẫn mình sang sông sớm.
Và khi sang xong đó thì là mình mới hết khổ. Chứ cứ còn bên đây xong đó thì xin thưa quý vị đó, dầu cho mình không muốn hơn, không có muốn thua với đời đó, thì đời cũng vẫn cứ muốn hơn, muốn thua với mình. Lý do là gì? Xin hỏi với quý vị, chứ mình có nhận ra, có biết được đó là mình đã luân hồi bao nhiêu kiếp không? Luân hồi của mình đó thì xin sư quý vị đó là mình không có thể nào biết được. Và trong vô thủy luân hồi đó đó, mình đã tạo ra biết bao nhiêu loại nghĩa. Thì khi cái nhân nghiệp đó, đó đến thời kia nó trổ quả đó, thì dù cho mình bây giờ mình còn phiền não, mình còn thua với đời đó, thì là vì những cái nhân đó nó tới thời nó trổ quả đó, thì lúc đó mình cũng vẫn cứ bị đời thua. Hiểu được cái vấn đề này đó thì để thứ nhất là gì? Cố gắng siêng năng để tạo được nhiều thiện nghiệp chừng nào tốt chừng đó. Thứ hai là khi mà cái nghịch cảnh hay cái quả khổ nó trổ đến với mình đó, mình cũng hiểu ra, mình cũng nhận ra từ cái chỗ đó đó mà giảm bớt đi cái sự bất bình, giảm bớt đi cái sự than trời trách đất. Thì như vậy mình mới có được cái sự tiến bộ. Thì ước mong tất cả chúng ta đều có được cái sự tiến bộ trong cuộc tu của mình, để một ngày nào đó mình được sang sông. Chúng tôi xin được chấm dứt cái thời giảng với đề tài là câu kệ Pháp Cú số 6 tại đây. Phước báo phát sinh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức, cầu mong các ngài an vui trong đời sống phàm hạnh. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Mong quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa trong Phật pháp. Phước báo khác xin được chia đều đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, đồng an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Thầy Giá. Sa thu sa thu lành thay giả chúng con xin được hành kính chân là Đức Minh Mẫn Atibi An Hỷ thuyết giảng từ vựng ý nghĩa nhân sự bài kinh Pháp Cú 06006 đến tham Phật tử chúng con. Thì chúng con học hiểu hành theo cho được sở lợi ích sự tiến hóa, chúng con xin được thành kính tri ân Đức Minh Mẫn. Và chúng con cũng được xin là thay mặt đại chúng cho room xin là thành kính cung tình đại đức Minh Hạnh Từ Bi Hoàn Hỷ chúc phúc cho room sau thời pháp Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ con xin được thành kính cung tình đại đức Minh Hạnh. Ô sắp mang a lăng rakhan to sắp bay day, what a sắp a buddha, no pao bên a sada, sati won to day. What a sắp mang a lăng rakhan to sắp bay day, what a sắp a hamma, no pao bên a sada, sati won to day. What a sắp mang a lăng rakhan to sắp bay day, what a sắp a thong ha, no pao bên a sada, sati won to day. Tất cả phương pháp có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng các sư an lạc thường đường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lần thay, dạ chúng con xin được thành kính trên về Đức Minh Hạnh. Avatana xin được kính mời toàn thể đạo tràng chúng ta hồi hướng sau thời pháp. Ya thế vata san ti vi ha ra wa si ni tu pe kha re po ti kha re ta hing ta hing ta tham ma da ne na pa wan tu pu chi ta so thing ka ron te ta vi ha ra man da le Thế ra cha ma cha na va ca cha phi kha vô sa ra mi ka da na pa ti u pa sa ka kha ma cha de sa ni kha ma cha i sa ra sa